Dạ, cho Tùng xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Tùng sẽ đi đặt cái lú tám cửa này cả nhà. Đặt lú tám cửa này để kiếm cá tôm gì đó. Lát có dính nữa thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem nha. Giờ Tùng sẽ xuống đặt trước một cái. Đây. Không, đặt chỗ một cái xa xa ra. Này giờ Tùng sẽ xuống cái đám lá này nè cả nhà. Ngay miếng lá này luôn. Đó. Mình bỏ xuống vậy thôi. Lát nữa có gì đó thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem nha. Đó. Nó sẽ nổi cái cục phao ở chỗ này, lát mình biết cái cả nhà. Đây, cục phao này. Rồi, tiếp tục có mình sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem. Rồi, giờ nước cũng đã dòng rồi cả nhà. Giờ mình dỡ mấy cái lú này coi cứ có không. Hy vọng là vô thành quả. Trời ơi, bích. Bích lên, bích luôn trời. Ủa rồi. Đây. Nó nhảy lưng tưng ra trống nè. Cốc bích. Vô rồi. Một cái đầu tiên. Cái đầu tiên này một nhóm đặt có 4 cái hay 5 cái gì đó. Vậy con tiêu là mình nhảy luôn. Bắt cái lắc vừa khó ăn luôn. Ngon rồi cả nhà. Được một mớ cốc mít. Nhưng mà cái đầu tiên mình được một mớ cốc mít. Quá trời một bọc luôn. Rồi tiếp theo. Chuyện cái tiếp theo nữa có mình sẽ quay cho cả nhà xem luôn nha. Cái này đã hư luôn. Cái đầu tiên này cả nhà. Mình được con cá chén cốc mít. Rồi tiếp tục. Dạ. Xuống thăm cái này luôn. Hy vọng cái này dỡ lên được thành quả, được con cua hay gì để gỡ gạt lại cả nhà ơi. Hình xuôi, hình xuôi. Trời ơi. Ui, vô một bọc mít luôn. Bọc mít luôn. Vườn bọc luôn cả nhà. Chén cốc mít. Quá đã. À, trời cốc mít luôn. Ui, cú luôn ha cả nhà. Mình dỡ cái tiếp theo thôi cả nhà. Hy vọng cái này cũng được một mớ cốc mít nữa. Bây giờ mình kho tiêu cả nhà cứ chưa cả nhà. Đây. Khui hàng. Ơi có con cua hay gì hết Đăng ơi. Cậu vô một chén hút luôn trời. Chén hút luôn. Nè cả nhà. Đó. Cái này nhiều quá phải không? Nhiều. Cái này hút không luôn. Quá trời hút luôn. Cái này gấp đôi cái nãy luôn. Đó. Bự không à. Đâu rồi, vô lên quay cái coi. Mày dở lên, mày dở lên tao nắm cái ú cái nó xuống à. Ồ vô một con luôn. Ồ vô cái hút này cả nhà. Đây. Quá trời đã luôn. Cái này mà giờ cho cái này kiếm cái bịch đi mình đổ ra mình giờ để đây luôn đi lát nữa về làm đổ nhá. Không ấy mình giờ chỗ khác đặt thêm cái nữa. Thôi cỏ đặt nữa đi đủ ăn. À. Đủ ăn rồi nhiều rồi. Trời ơi con rắn ở đây ta khu vực ta nuôi tôm ta chạy oxy cả nhà. Đó, ta nuôi tôm chạy oxy. Giờ mình xuống đây mình thăm cái nữa. Cua nước lớn lên nó bối vòng mé này đây mà đặt sao không dính không biết nữa. Hy vọng cái này với cái cuối sẽ được cua hoặc cá gì đó quay cho cả nhà xem nha. Hình xui. Trời ơi, một bọc luôn cả nhà ơi. Đây. Còn là cốc mít hàng khủng không. Cả nhà, quá đã luôn, bọc luôn. Rồi, tiếp theo. Hy vọng cái này cuối cùng cũng có cá ốc mít hoặc cua gì đó cả nhà. Để về mình lát nữa mình kho tiêu và mình quay lên cho cả nhà xem cá bóng mú kho tiêu nha. Ăn ngon cực kỳ luôn. Đây khui. À, cái này ít thôi cả nhà. Cái này nó ngay nó cũng
đạt được một số rồi cả nhà. Đó. Rồi. Rút lại đó bọc này, ta nuôi tôm cả nhà, nuôi tôm thẻ ta phải chạy oxy để cho con tôm nó được được mạnh khỏe cả nhà. Này bọc bốc mất luôn đây, quá đã, mình hai cái có hơn nửa ký rồi cả nhà. Giờ mình về mình sẽ quay thành quả và mình làm cái bún mít mình kho nghe cả nhà để ăn cơm trưa. Hôm nay mình về đây mình sẽ quay thành quả, hôm nay mình đặt cốc mít cho cả nhà xem nha. Ê. Ê. Ok. Này. Ngay, mừng ngay. Ngồi xuống ngay, ngồi xuống. Ừ. Ok. Đây cả nhà, thành quả. À, thành quả của mấy anh em mình đi đặt cá bút muối cả nhà. Cái con muốn đổ ra. Đó. Trời ơi, mới hai cái một đống rồi. Hai cái một đống luôn cả nhà. Đó, quá đã. Rồi cái này chắc không biết đổ rồi. Cái này ở đâu? Cái này có sẹt tia đó, ngang hông nữa. Đó, đúng đó, đó. Ừ, đúng đó. Ủa mà sao ngang hông? Ừ, thì mỗi cái mỗi khác. Rồi nắm nắm vũ 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 nó đi. Lá gì? Ba cái thôi đủ vốn. Oh, một đống. Quá đã. Cái luôn hả? Hai cái rồi, hai cái hả? Cái này. Yeah, yeah. Nhảy lung tung beng vậy hả? Ừ. Đâu ngựa ngon nè. Cái này đi đặt sớm một cái vô đầy nhóc luôn. Đặt nước đầy nhóc. Không để rồi, để cái đây ta đổ cho. Để đổ cái này đi. Cái này chắc cũng vậy chứ. Không, cái này có núm bên đây nè. Cái này đổ cái là hả? Ừ. Đem 6 cái vô cuộc đặt 5 cái. Ok vậy. Còn cái nó cũng ăn mà thừa luôn. Đứt lâu quá không có đặt nó bị xúc dây. Mục. Què rồi đó, nó đủ bữa nay đi lót rồi chắc rồi. Ủa, cái này nó đâu có ấy đâu quay. Này nó mai về mà mở ra về cũng đâu được đâu hả? Thôi. Nè, cho Tùng xin kết thúc cái video này cả nhà. Cả nhà còn cái video tiếp theo.